coi thử có ai ý kiến không. Ừ, qua mình ngồi đấy, mày ngồi đó đi, mày là nhân vật chính mua chọn cái bếp mà. Thôi từ bàn đi, qua đây ngồi. Tao hổ. Rồi vậy thôi, xoay lại đúng không? Đó, xoay lại làm rồi gì đâu. Đó. Không, chưa có ai đâu. Giờ này chưa, người ta ngủ hết rồi, không chưa hết rồi. Sao nó chớp chớp kìa. Rồi có hai người coi kìa. Sao chớp 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 kìa. Lấy nét. Lấy ánh sáng. Cái này này nè. Lúc em nơi ta yêu cuối. Ồ hello Ri Anh Nguyễn với lại Nam Giang à. Hello anh Nguyên luôn. Đang bàn chuyện thằng Dũng mới ra ngoài ở. Không biết nên mua cái bếp nào. Nam Giang ở riêng nè, Nam Giang xài bếp gì Nam Giang? Đó, bạn Dũng đang suy nghĩ là nên mua cái bếp nào nè. Bếp nào, mọi người ý kiến đi nhé. Bếp ga, bếp từ hay là bếp phòng ngoại? Tại vì bạn Dũng ra ở riêng này. Mua cái bếp. Rửa mặt từ luôn đó. Oh, hello, Trần Đặng Thành Nhân hả? Ôi bây giờ có dấu rồi, hồi trước là Trần Đặng Thanh Nhàn đúng không? Hồi trước là Thanh Nhàn, bây giờ là Thành Nhân rồi. Bếp từ để kim loại đâu được đúng không? Bếp từ thì tùy. Có loại bếp hồng ngoại là để cái gì cũng được đó, hồng ngoại để những bếp từ có bếp nó dùng nồi nào cũng được, có bếp thì chỉ dùng nồi inox thôi. Thay rồi nhưng mà để kim loại vô là từ nó nhiễu chứ. Hello Lâm Thụy Hình Như nè, ở nhà xài bếp gì vậy? Như bếp ga hay bếp gì? Các bạn bỏ phiếu đi chứ. Thằng bàn chị thay cái bếp đúng không? Cháu cháu. Hello Mỹ Tiên luôn. Bếp ga rẻ nhất. Nhưng mà nấu lâu, nó rẻ mà nấu nó lâu thì cũng vậy à. Nam Giang tốn ga. Nam Giang ý kiến là nấu bếp ga. Bếp than Minh Nhật ý kiến là xài bếp than. Bếp than là nấu xong là ngồi than luôn á. Đúng không? Than ngồi nữa, ngồi than lâu hơn bếp ga. Nó rẻ nhưng mà nó lâu nó cũng vậy à, được cái này mất cái kia à. Đúng không? Bếp điện thì tốn điện. Mà giống như giờ đang điện nó mắc hơn ga. Nhưng mà nó lại nhanh hơn. Bếp hồng ngoại thì sao? Bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại xài điện đúng không? Bếp hồng ngoại xài ga cũng có, xài điện cũng có. Sao hồng ngoại xài ga được? Như vậy là nó vừa ga vừa hồng ngoại hả? Tức là nó dùng đồ dạng như là đốt trong á, đồ đốt trong á. Rồi xong nó sẽ bán hồng ngoại vô luôn phải không? Giống như cái cây sắt mà luôn đỏ lên đó. Là mình thấy cái cây sắt nó màu đỏ là nó lấy cái ánh sáng đó. À nó xài nhiệt. Nó tỏa ra cái nhiệt đó. Và bếp hồng ngoại mà xài bằng ga nó sẽ sử dụng các cái nhiên liệu để làm ra cái đầu đốt. Không, nếu vậy thì bếp điện nhiệt. Bếp điện bếp từ sướng hơn. Bếp từ nó đâu có sinh ra cái nhiệt đâu, nó sinh ra cái từ nó bắn vào cái món đó. Bắn. Nhưng mà tính ra thì một cái bếp từ trung bình là ít nhất là phải 1.500W. Kìa, các bạn Mỹ Tiên ý kiến à, bếp hồng ngoại mà xài ga xác định luôn. Thấy không, nó hồng ngoại là nó hồng ngoại, cái tia hồng ngoại ánh sáng đó, bếp hồng ngoại xài ga. Sao bếp hồng ngoại không, ý là bếp hồng ngoại nếu mà nó có cái bếp hồng ngoại với ga luôn á, tức là nó vừa có ga vừa hồng ngoại thì nấu nhanh hơn rồi chắc rồi. Nhưng thì mà đó, bếp hồng ngoại đó, xài ga
Bếp Hồng Ngoại xài bằng ga có. Ồ hello thầy Minh, thầy Minh ý kiến nên xài bếp gì? Dũng nó mới ra ở riêng, nó đang tìm mua bếp rồi thầy. Chưa rảnh rỗi quá hai thằng. Quay qua cho thầy Minh coi mặt cái rồi né né rồi. Vậy thôi là được rồi. Người bí ẩn đúng không? Chỉ nghe ý kiến của mọi người xung quanh thôi. Sao rồi, mọi người ý kiến tiếp này nên xài bếp gì? Ô thầy Minh like kìa. Thầy đang xài Hồng Ngoại đó. Bếp Hồng Ngoại kìa, Hồng Ngoại xài điện à. Có ga không thầy? Nó xài ga không thầy? Dũng nó kêu là có cái loại bếp mà, bếp Hồng Ngoại mà xài ga nữa. Giống như xe đạp điện, nó có điện với lại hết điện nó xài, nó đạp phải không? Nhưng mà lần này là bếp Hồng Ngoại xài ga. Bây giờ mình xài cùng lúc được không? Ví dụ như mình bật Hồng Ngoại xong mình bật ga luôn thì nấu nhanh hơn. Không, có ga xài tốt luôn thì được Mitsumi. Là bếp Hồng Ngoại xài ga là nó cấm điện nữa hả? Không cấm điện. Sao không điện sao ra từ Hồng Ngoại được? Nó là nó sử dụng một cái đầu đốt để cho nó phát ra cái kim loại sáng đó. Cái kim loại đó khi nó nóng là nó phát ra Hồng Ngoại. Ừ. À. Vậy thì nó mòn cái kim loại đó mình cũng mới thay. Tất nhiên nó phải lựa chọn một cái kim loại đó, chẳng hạn như là kim cương rồi chẳng hạn đúng không? Gan rồi uranium rồi carimit rồi hiện tại là niken đồ, nike đồ, adidas đồ. Chế cục uranium để vô là nấu thoải mái quá. Nổ nhà luôn. Nấu quanh năm luôn. Một miếng nhỏ hơi là xài được rồi. Thầy Minh nè, thầy Minh ý kiến là không, bếp Hồng Ngoại là không xài điện. Hồng Ngoại là hệ thống bức xạ nhiệt thông qua xứ. À là bỏ ga vô. Ga vô nóng, nóng cái xứ đó. Nếu vậy thì nó cũng giống bếp ga rồi. Thì nó là bếp ga nhưng mà nó do cái đầu đốt nó khác thôi. Như cái đầu đốt thông thường của mình á thì nó có nhiều loại đầu đốt bằng đồng, bằng gan rồi. Nhưng mà đầu đốt đó là đốt lửa trực tiếp. Ừ. Còn đằng này á, là thông qua một cái đầu đốt nó Hồng Ngoại. Bây giờ ví dụ nha, cái nó là bếp ga thấy không? Nó là bếp ga. Nó là bếp ga nhưng mà nó chỉ khác nhau ở cái đầu đốt thôi. Nè, bây giờ cái lượng ga mà để nung nóng cái lõi đó nó cũng nóng bằng cái lượng ga mình đốt lên mình nấu cái nồi rồi. Nhưng mà cái lượng ga đó nó chỉ dùng để đốt cái đó thôi, nó không bị hao phí ra nhiệt ở bên ngoài. Nó là dạng như đốt trong vậy á. Nó dạng vậy, tức là ga đốt nhiều thì nó sẽ được nhiệt, nó hấp thụ nhiệt vô cái thứ đó. Đốt nó nhiều đúng rồi. Xong rồi cái thứ đó truyền vô cái đáy nồi. Rồi thêm một cái nữa là thường bếp đó nó sẽ có cái bộ vằn rồi bộ gì đó, nó sẽ làm cho cái Hồng Ngoại đó nó tập trung lại, nó không bị phốt tán ra ngoài. Hệ thống Hồng Ngoại được tích hợp nhằm tiết kiệm nhiên liệu ít nhất. Rồi biết rồi. Ok, cảm ơn thầy nè, thầy sử dụng rồi, nghe không? Mà xài bếp điện nấu nhanh hơn chứ hả? Điện nó kích một cái là nó thấy không? Như bếp ga thông thường của mình á thì xài khoảng với nhiệt đầu đốt thì khoảng 600 độ với ngọn lửa trực tiếp. Còn như Hồng Ngoại thì có thể là đến 1000 W. Đấy, 1000 độ độ C. Nhưng mà có cái đang thắc mắc là không biết là cái tiêu Hồng Ngoại nó có ảnh hưởng gì đến người mình không thế hả? Ảnh hưởng tới cơ thể không? Ảnh hưởng tới não. Mấy người xài tia Hồng Ngoại rồi hay là điện từ rồi nghe không? Xài ga thì nó nóng rồi, ga thì nó bị gió thổi vô nó giảm nhiệt chứ. Đúng rồi, nhưng mà tia mấy cái tia Hồng Ngoại rồi nó cũng nguy hiểm chứ. Nhưng mà người ta chắc cũng thiết kế mấy cái vành là cái vành đai á, nếu không ảnh hưởng nếu mình không đưa đồ mình. Rồi có thấy không, vậy là bếp Hồng Ngoại lợi hơn không?
được không? Nhưng mà nó mắc hơn, chắc nó mắc hơn rồi. Về giá tiền, sinh viên nghèo là mình có tiền mua đúng không? Không tính nó không rẻ. Chờ tí thầy chụp hình rồi. Comment cái hình vô được không ta? Cái này comment hình vô được không? Mình đang live stream úp tấm hình vô luôn. Được không ạ? À? Không, nhưng mà nếu mà xài bếp điện á, thì thời gian mày nấu ăn á, nó nhanh hơn, mày tiết kiệm thời gian được. Không, bù lại lấy tiền, giống như lấy tiền mua không comment hình được. Khi nào xong live stream mới comment hình được thôi. À không sao, hình như là mà hình như nó có cái này. Tại mấy lần đi đi mấy kịp cháo dinh dưỡng, giờ họ xài bếp hồng ngoại, họ thấy họ đun trong vòng có chưa đầy một phút là cháo nó sôi, mà sôi đều, sôi rất là nhanh. Để tính ra thì so sánh với bếp từ thì không biết là có nhanh hơn không. Cháo hả? Thực ra cháo nó nóng sẵn rồi, nó hâm lên thôi. Chứ cái nước bình thường nấu lên nó lâu. Nhưng mà nó sôi rất là nhanh, mà nó như mình đốt bằng lửa ga bình thường thì nó sôi ục, nó rất là chậm, mà nó lại không đều. Mà còn cái hồng ngoại này thì nó tập trung, cái hồng ngoại nó bắn vô thì cũng giống bếp từ thôi. Bếp từ là xài sóng điện, tia hồng ngoại là nó xài sóng nhiệt phải không? Sóng nhiệt ánh sáng, sóng ánh sáng từ đó sinh ra nhiệt đúng không? Còn kia là sóng điện. Bức xạ nhiệt. Bởi vậy ánh sáng mang năng lượng mà đúng không? Ánh sáng mang năng lượng. Mấy hạt phô tông bắn phá mà. Thì giống như ánh sáng ánh sáng mặt trời đúng không? À. Tôi muốn tắt nắng đi rồi. Có hình rồi đó, xem được không? Thầy gửi hình ở đâu? Chắc là thầy gửi nhắn tin rồi. Đây, để tìm thử coi. Vừa thấy đang like, mình nhấn vô đây mình cũng qua được không ta? Nó có thu đúng không? Đây, thử đi. Không có. Facebook này dở quá ha. Mình đang like xì chim mà mình không có qua được. Mình không có quay về home, mình vô cái Messenger được. Thôi ok, Dũng là sẽ quyết định là mua bếp hồng ngoại không? Quyết định đi, bắt đầu chuyển qua cái vấn đề là tìm nhà cung cấp. Giờ tìm nhà cung cấp. Bây giờ là tìm đại lý cung cấp bếp hồng ngoại dành cho Dũng. Chương trình đấu giá trực tiếp. À, rồi mở tiệm bán bếp luôn. Bay sự chim, lên chim đấu giá trực tiếp, mua bếp hồng ngoại. Cái hồng ngoại hả? Nó chỉ khác nhau đầu đốt thôi. Khác nhau gì? Nếu vậy thì nó cũng lâu nguội lắm. Nó không lâu nguội á, nó nóng lên rồi mình tắt bếp nó vẫn nóng. Cái cục cái sữa nóng thôi. Còn bếp ga tắt thì thôi. Đó, vậy mỗi cái nó có một cái lợi thế khác nhau luôn. Nhưng mà thôi, mày đi mày mua đồ ăn cho lẹ nấu rồi. Qua cơm mới biết đâu là quen được con bà chủ không? À, biết nấu nướng thì quen được con bà chủ. Ngày nào cũng qua ăn cơm. Con bà chủ xinh lắm. Được cái có cái mùn ruồi ngay má, buồn. Mày nói xấu rồi, bà chủ chắc đang coi live stream rồi. Mấy giờ rồi? Mới có 1 giờ. Mới ngồi được nửa tiếng.
Có hình rồi đó, xem được không? Không xem được. Rồi hết người coi rồi sao ấy? Chắc là đã đáp án cuối cùng của anh là chọn bếp hồng ngoại phải không? Đó, vâng thưa quý vị và các bạn, đáp án cuối cùng của anh Dũng là bếp hồng ngoại. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở chương trình đấu giá, đấu thầu chào giá sản phẩm bếp hồng ngoại để bán cho anh Dũng. Đăng ký gói thầu với mua hồ sơ đấu thầu liên hệ anh Phong. Đúng không? Phải lên sàn đấu thầu rồi đủ thứ. Bây giờ mình phải họp. Cuộc họp đầu tiên là để lên cái chương trình để họp lần thứ hai. Ok, vậy là tắt livestream đi. Cảm ơn thầy Minh rất là nhiều luôn. Đúng không? Livestream này mình sẽ để cho những người muốn tham khảo về muốn mua bếp nào lên đây xem đó. Hay ít lợi. Có thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy Minh. Nhớ nhìn bên phải nè, ở phía trên có cái nút notify, nhấn được. Mai mốt mình livestream báo.